Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại về được hai cặp mâm nha anh em. Một cặp mâm đùm ba đao gắn cho quay game với một cặp đĩa trước của Sigurd, xài cho xe Sigurd 50 nha anh em. Sigurd 50, Sigurd Trung Quốc xài chung. Với bộ cầm đùm liền quen pha 110 nha anh em. Cuộc trước đĩa, cuộc trước đùm chứ, cuộc trước đùm Sigurd hàng tháo xe với cuộc cải đồ nha anh em. Anh em cần mua món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Rồi, để anh quay chi tiết cho anh em xem những món đồ nha anh em. Rồi, trước tiên cặp bánh mâm. Bánh mâm Sigurd. Này là xài cho Sigurd 50 thắng đĩa trước nha anh em. Sigurd 50 thắng đĩa trước. Mâm này còn khá đẹp nha anh em, nước sơn còn keng lắm nha anh em. Không bị chầy chóp gì hết. Nè. Quá đẹp. Bát bọng bố rồi còn gì cu luôn nha anh em. Nè. Nói chung là bố bọng rồi giờ mình còn xài được lại hết nha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp nha anh em. Nè. Mâm là không bị chạy chỗ nha. Đó, nên giờ mà không bị chạy chỗ gì hết. Không lỏng lưng mặt đạn nha anh em. Không cong không quển tăng bua còn khá đẹp. Bánh xe là 1.6 nha nè, 1.6. Mà anh em giờ mà không có chỗ nào mà chạy chỗ nhiều nha, cái viền đỏ rất đẹp nha anh em. Viền đỏ quá đẹp luôn. Má bố phấn đồ đầy đủ nha nè. Bánh sao, mặt đạn cũng chỉ đầy đủ. Ba anh em là không công không quển. Bánh sao là 1.6. Bánh trước là 1.4 nha anh em. Thắng đẻ bằng Sigurd cốt 8 ly nha anh em, Sigurd là cốt 8 ly. À, 1.4 này nha anh em. Chung cặp mâm này giờ tương đối là cũng còn khá đẹp nha anh em. Còn quá đẹp nè. À, anh em thấy không? Không bị chạy chụa hay gãy bể gì hết nha. Ba anh em mà không lỏng lưng nha. Tại vì này trên chiếc xe đang chạy người ta tháo xuống luôn nha anh em. Rất đẹp. Nên giờ nè. Quá đẹp nha anh em. Rồi cặp bánh mâm xài cho Sigurd này bán cho anh em với giá là 700 ngàn nha. Mâm Sigurd 700 ngàn. Anh em nào mua thì cứ việc alo mình nha. Rồi tới cặp mâm bạc cặp ba đao nha anh em. Cặp mâm ba đao nó cũng đầy đủ đồ nha anh em. Má thắng, bố thắng đồ đầy đủ hết. Mâm ba đao này thì nó có thêm cộng dây công đờ mét đó nha anh em. Khuyến mãi cho anh em cộng dây đờ mét nè. Chơi chứ tại mình mua sao có anh để anh bán cho anh em vậy luôn nha. Bố thắng đồ đầy đủ. Dây bọng đồ đầy đủ hết nha. Mâm ba cây. Ba anh em là mâm cũng còn khá đẹp nha. Đó, nên giờ mà có chóc sơn ngay chỗ mấy người ta cạy này nha anh em. Hơi bị chóc sơn ngay chỗ dấu người ta cạy thôi. Còn ở trong mấy cái thanh trong thì còn khá đẹp. Nó không bị nổ hay bị gì hết nha. 3D nha anh em. Mâm này mâm 3D nè. 1.4 Honda nha anh em. Đó. Sport. Cái này là bánh trước nha anh em, bánh trước 1.4. Nói chung là bao anh em mà cũng không cầm quển gì hết nha. À, cũng còn khá đẹp. Trắng đậm. Bánh sau thì cũng có bố đầy đủ nha, bố còn mới can luôn nha anh em. Bố này người ta cũng mới thay luôn phải gì nè, còn dây cui luôn. Bát thắng rồi đầy đủ. Mâm thì cũng ba anh em là không công không quển nha. Nó cũng không có chạy gì nhiều nha anh em, có chạy mấy cái lỗ ngay chỗ người ta cạy nè. Cạy vỏ ra, cạy vỏ vô nó chạy thôi nha anh em. Chứ ngoài ra nó không có chạy gì nhiều. Cái thanh nó còn đẹp nha. Đó. 1.4 luôn nha anh em. Honda. Bố thắng đầy đủ. Bánh mâm 3 cây 3D này mình 3 cây nha anh em. 3 cây này mình bán cho anh em với giá là 800 ngàn nha. 800 ngàn đủ bộ nha anh em. Rồi má bố tắng đồ cái nào cũng còn ok hết nha anh em. Giờ anh em xài luôn mà khỏi không có cần tốn tiền mua gì hết. Rồi 800 ngàn nha anh em. Bánh mâm 3 cây 800 ngàn cho anh em về sử dụng. Đủ đồ luôn nha anh em.
Rồi tới cặp bánh wifi 110 nha anh em, xài chung với quay ớt 110 rồi xài chung được hết nha anh em. Trong tình trạng là má bát đồ đầy đủ hết nè, má thắng bố thắng bát đồ đầy đủ. Này giờ anh em vệ sinh lại nha, mình chưa vệ sinh nha, để giờ cặp này mình chưa vệ sinh nè, tương đối thì nó còn đồ zin hết. Niền 1.4 1.6, bánh sau 1.6 anh em, Gucci nè, căm zin đầm zin còn bộ zin hết, đầm châm cũng còn tương đối đẹp nha anh em. Giờ anh em nào mà rảnh vệ sinh máy căm này lại nè, chùi rửa lại là sáng hới nha anh em, tại căm chì mà rất là sáng. Niền là không mục mọt nha anh em, niền là không bị mục mọt gì hết nha, niền là không bị mục mọt gì hết. Vỏ thì còn dày luôn nha anh em, vỏ còn dày cui nè, cặp vỏ còn dày cui luôn. Bánh sau 1.6 nha anh em, bánh trước 1.4, bánh trước cũng má bố đầy đủ, sau đồ mát cũng còn đầy đủ nha anh em. Bánh thắng cũng còn đẹp. Đầm sang zin nha anh em, cầm zin sang zin, niền zin luôn. Rossi, Rossi nha anh em, 1.4 nè. Niền Rossi 1.4, vỏ ruột đầy đủ, vỏ ruột đầy đủ nha anh em. Rồi cặp bánh này bán cho anh em về xài 1.3 nha anh em, 1.3 cặp bánh thì nha anh em, tiền ship mình chia đôi nha anh em. Cặp bánh 1.3, tiền ship thì mình chưa đôi, tiền ship được khoảng chừng trăm ngoài nha anh em, người khoảng 70-80 ngàn nha anh em. Và anh em nào cần thì alo mình nha. Rồi tới cặp phục, mấy cặp phục nha anh em, phục này phục sao xài cho quay game Trung Quốc với quay ớt cho 10 đồ quay, nói chung là xe Honda xài chung được hết nha anh em, xài cho xe tải đồ nha anh em. Phục này phục tải đồ 200 kg, cuộc tải đồ 200 kg nha anh em. Anh em nào muốn tải nặng thì cứ việc tăng lên nè, nó có cái mức tăng nè đó, anh em kéo cái cây này nè tăng lên dài 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 lên đó. 200 kg mình có hai màu, màu đỏ với màu đen nha anh em, anh em lấy anh quay cho anh em màu đen. Rồi cuộc tải đồ 250 ngàn một cặp nha anh em, 250 ngàn một cặp cuộc tải đồ 200 kg. Rồi tới cặp phục đầm Sigurd nha anh em, phục này phục zin 100% luôn nha ba anh em, phục zin 100% của Yamaha nha anh em, ti zin phục zin tháo từ chiếc xe mới ra luôn nha anh em, tháo từ chiếc xe mới ra luôn nha anh em, bởi vì nó còn khá là đẹp luôn, giá thì bao rẻ cho anh em, cặp nào cũng đẹp hết trơn nha anh em, y như mới luôn, giá thì bao rẻ. Rồi cặp phục Sigurd này mình bán cho anh em với giá là 450 ngàn bao ship cho anh em nha. Cặp phục zin thắng đùm trước Sigurd 450 ngàn bao ship nha anh em. Mà không có mấy anh em mới điện á, thì mình lúc đó mình hết hàng rồi, giờ mình có hàng lại nha. Anh em nào có coi được video thì cứ việc alo lại cho mình nha, rồi mình sẽ gửi hàng cho anh em nha. Bên mình video mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Bên mình là ship code toàn quốc, được chỉnh cho hàng máy thanh toán nha anh em. Anh em nào có coi video thì nhớ nhấn vào chữ đăng ký với nhấn vào cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Rồi cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ mình nha.